Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Đình Vũ Hải, hiện tại đang là thủ môn cho câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Thì thực ra là đối với mình thì quãng thời gian ở trong Long An khi được cho đi mượn thì đối với mình thì đấy là một khoảng thời gian mà là bước ngoặt của sự nghiệp của mình. Vì khi được thi đấu cho trong Long An thì mình cũng tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm trong thi đấu, cũng như cũng được nhiều người biết đến với mình hơn. Đối với mình, mùa giải 2018 ở trong làng Nghệ An thì thứ nhất là cũng được ban huấn luyện cùng với tất cả các anh em cầu thủ cũng đã tạo cơ hội cho mình rất là nhiều để mình được vào sân thi đấu, và thứ hai thì vào sân thi đấu thường xuyên thì mình đã tích lũy được nhiều, rất là nhiều kinh nghiệm. Và thứ ba thì cái đấy cũng tạo tiền đề cho mình, cho cái sự nghiệp của mình sau này được phát triển hơn, hoàn thiện mình hơn. Thì đối với một cầu thủ thì ở đâu cũng thế thôi, được ra sân thi đấu thường xuyên thì mình sẽ cố gắng hết mình, mình vì đội bóng. Đấy là khoảng thời gian đầu tiên mình được trải qua cảm giác được thi đấu cả một mùa giải, thì đấy cũng là kỷ niệm đẹp đối với mình. Và mình cũng sẽ cái kỷ niệm đấy thì mình cũng sẽ không bao giờ quên. Mình nghĩ là đối với mình thì ở đội bóng trong Lam Nghệ An thì mình chắc cũng không có nhiều bản thân, là vì hầu như mình toàn chơi với cả tất cả anh em trong đội. Nhưng mà nếu mà kể về thân nhất thì có anh Lê Văn Hùng là thủ môn, cũng là thủ môn của đội và cũng là người cùng phòng từ khi mình bước chân đến sông Nam Nghệ An, thì cũng đã đến đây và mình cũng đã gặp các anh em về thủ, thì cũng đi ăn sáng, ngồi cà phê, ngồi nói chuyện công việc như thế nào, rồi gia đình này kia, cũng có là kỷ niệm cũ, là vì cũng có khoảng thời gian mình ở trong Lan thì cũng để mình rất là nhiều. Bây giờ gặp lại thì cũng nói chuyện, cũng nhắc lại những cái chuyện nó qua. Mình nghĩ thì ở đâu cũng thế thôi, nhưng mà ở đâu được tạo cơ hội cho mình thi đấu nhiều thì mình sẽ cũng cố gắng hết mình, và cái đấy là cũng chỉ quá khứ và mình chỉ quan tâm đến hiện tại, tương lai. Và hiện tại của mình thì chưa có cơ hội được ra sân thi đấu nhiều, nên mình cũng phải cố gắng hơn nữa để có cơ hội được ra sân thì mình sẽ phải thể hiện hết khả năng của mình. Đối với mình thì cảm xúc thì rất là bình thường, vì trước đây mình được cho đi sông Lam mượn thì cũng đã quay lại đứng trong đội hình mà đối đầu với cả Hải Phòng, và sau này về Hải Phòng thì lại đối đầu với cả sông Lam Nghệ An, thì cái đấy và hiện tại bây giờ thì ở Than Quảng Ninh thì mình cũng thấy bình thường, và nếu có cơ hội vào sân thi đấu thì mình cũng làm hết khả năng của mình đạt được cái kết quả tốt cho đội bóng hiện tại.